Xin chào mọi người đến với Permanent Formula, tôi tên là Huey. Trở lại với video clip ngày hôm nay, tôi xin được nói về hơi mệt. Hơi mệt là một nhà nước hoa, thời trang, túi xách, quần áo, giày dép, phụ kiện, nam nữ có hết đầy đủ và rất là đắt tiền của Pháp. Đọc chuẩn xác hơn theo tiếng Pháp đó là Hermès. Và hôm nay tôi xin được nói về Twilly the Hermès, một loại nước hoa của nữ giới. Nói về nước hoa của nữ giới thì tại sao lại là tôi, một người đàn ông, mà tại sao lại nói về dầu thơm của nữ thì nếu mình nói về nước hoa niche thì nhà thiết kế họ không có quan tâm tới giới tính của nước hoa là sử dụng cho nam hay nữ, và họ sẽ đánh vào thị trường unisex là nam hay nữ gì xài cũng được. Thì nói về Twilly the Hermès, tôi lại thấy có cái gì đó nó rất là bất công. Tại vì Twilly the Hermès là một loại nước hoa dành cho nữ, đánh vào thị trường phái nữ. Nhưng mà một lần tôi đi vô Nordstrom thì lại có cơ hội test được cái mùi Twilly the Hermès, thì có cảm giác rất là thơm và rất là sang, và nó có một cái gì đó đặc trưng của nhà Hermès, rất là sang. Nó chắc chắn là có một cái gì đó mà tôi đã thích từ trước, và tôi cảm thấy rất là bất công khi mà nam giới lại không có cái mùi hương nào mà được như vậy. Cho nên là tôi cũng mặc kệ, miễn sao nó thơm là được, tôi cảm thấy thích là được. Cho nên là tôi cũng sử dụng luôn, gọi là không có quan tâm đến cái giới tính mà nhà thiết kế đặt ra cho cái loại nước hoa này. Thì cũng giống như có một số loại nước hoa mà tôi ưa thích, để tôi lấy cái đó. Đây là
một loại nước hoa nữ mà tôi rất là yêu thích, và tôi đã rất là ganh tị với phái nữ tại sao họ lại làm nước hoa kiểu này cho nữ mà lại không có làm nước hoa cái kiểu này cho nam. Đó là Lolita Lempicka của nữ. Phiên bản này thì rất là huyền bí, nó giống như mùi trà mà rất là huyền bí. Và khi mà tôi thấy cái trailer The Amaze thì tôi cũng sẽ gọi là, khi mà tôi trải nghiệm cái trailer The Amaze thì tôi nghĩ chắc chắn là mình phải sử dụng cái nước hoa này. Đó là chai nước hoa Trailer The Amaze với thiết kế rất là gọi là phong cách, với cái miếng khăn Trailer của Hermes thiết kế, thì với cái chi tiết hoa văn là đặc trưng của Hermes, và cái nắp của nó thì có cái kiểu dáng giống như là cái nón của sạc lô. Là bất công khi mà nam lại không có một cái mùi hương nào mà nó như vậy. Tuy nhiên thì nước hoa nam cũng có những loại rất là hay, rất là thơm, rất là độc, huyền bí cỡ như Lolita Lempicka thì tôi nghĩ có thể là Amen, Angel Man của Teddy Mộc Lệ. Ngoài cái nước hoa nữ thì mà tôi yêu thích ra thì có thể nói như là Michael Kors phiên bản dành cho nữ. Nếu như một người nào đó có cái sở thích xài nước hoa nữ giống như một nam rapper của Mỹ, đó là tên của anh là Lil Uzi Vert, cái mùi signature của anh đó là Chanel James, thì tôi cũng có một cái mùi signature yêu thích của tôi mà thuộc vào dòng phái nữ, nước hoa nữ á, tôi yêu thích và tôi sử dụng làm signature, thì đó chính là Michael của Michael Kors. Thì đối với Chanel James, khá là fresh, khá là thơm, cái kiểu mát mẻ, dễ sử dụng, dễ rất dễ làm signature. Và Chanel James thì nó có một cái gì đó giống tương 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 đối giống với Bloody Chanel. Hình như hai cái loại này nó có một cái gì đó giống nhau. Tại vì khi mà vợ của tôi xức cái mùi nước hoa này thì tôi lại tưởng nhầm là cô ấy xức cái Bloody Chanel của tôi, thì tôi thấy nó khá là giống nhau, Chanel James với lại Bloody Chanel. Chắc là ông Jacques đã lấy cái ý tưởng từ Chanel James để làm cái Bloody Chanel, hoặc là lấy cái ý tưởng từ Bloody Chanel để làm Chanel James. Có thể là như vậy. Và đối với tôi thì cái mùi nước hoa mà tôi lại thấy bất công khi mà nam lại không có được,
mà tôi rất là thích và tôi sẽ sử dụng nó giống như là một cái signature scent, giống như cái nam rapper, cái anh nam rapper của Mỹ, Lil Uzi Vert, thì đó là Michael của Michael Kors. Cái này là của nữ. Đây là cái hộp của nó, và cái chai hoa nó là cái chai hoa này. Michael by Michael Kors. Và thì thỉnh thoảng thì tôi cũng có sức cái Salima của Guerlain, nó khá là phấn và khá là xạ hương, khá là cái gì đó rất là đứng đứng tội, và cái gì đó rất là cổ điển. Đối với Three Little Mess thì nó khá là ngọt, ngọt ngào. Và tôi đã thấy cái thành phần mà tôi yêu thích ở trong cái này nó lại giống với Michael Kors. Michael của Michael Kors. Đó chính là một cái loại thành phần hương thơm tôi rất là yêu thích, đó là tuberose. Cái này cũng có tuberose và Michael Kors thì nó đã tuberose. Đó là lý do tại sao tôi lại thích cái Three Little Mess. Tại vì tôi thích Michael Kors cho nên tôi thích Three Little Mess. Và Three Little Mess nó rất là sang, nó sang hơn cái Michael Kors rất là nhiều. Hermes hơi mệt mà, đã đụng vào hơi mệt thì phải sang trọng. Và cũng phải nói là khi mà tôi gặp Three Little Mess thì sau khi trải nghiệm thì tôi phải quyết định là tôi đã mua liền luôn, không phải đợi lâu. Tại vì đôi khi nó sẽ thay đổi công thức, hoặc là nó sẽ nó thay đổi cái bao bì. Cái hộp của 3D Dermes nó khá là đặc trưng, nó khá là nó sao ta, nó rất là satin, nó không phải satin mà nó rất là màu 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 sắc hoa văn. Thiết kế của nó thì giống như cái khăn Twilly của Hermes. Cheers. Hôm nay Tiger Tiger của Singapore. Bia này có mặt từ năm 1932 tại Singapore. Trên này nó có ghi World Acclaimed Asian Lager. Hình như bia của châu Á toàn là lager cơ mà. Wow, cái này là a world winning full body beer. Ở đây nó có ghi Born in Singapore. Đây là nhập, không biết công ty nào nhập nữa. Một công ty nào đó. Five Point Trading Company, White Plains, New York.
Tiger Beer. Đang khát nước mà uống chai bia cho nó đã gì đâu. Thì theo tôi nghĩ thì Tweety the Amazed nó quá tuyệt đi rồi, mặc dù nó đánh vào thị trường nữ giới, mà nữ giới là trẻ nữa chứ không phải là nữ giới U40 50, nữ giới từ 20 trở lên, mùi rất là sang, mùi tuberose béo béo ngậy cái mùi gỗ gỗ đàn hương, rất là thơm, rất là sang trọng. Nếu mà mọi người thích Tuborough thì nên tạo ngay một chai này để không phải hối hận sau này. Giống như nếu tôi mà không quất lên cái chai Twilly the Amaze này thì có lẽ là sẽ rất hối hận sau này. Cheers. Đến đây tôi xin được kết thúc video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại video clip tiếp theo. Peace out.